thành phố Việt Trì cách thủ đô Hà Nội 70 km. Khi nhắc đến thành phố Việt Trì, chúng ta thường liên tưởng tới kinh đô Văn Lang, kinh đô đầu tiên của người Việt. Đất tổ Vua Hùng là một quần thể đền thờ các vua hùng thiêng liêng cổ kính trên núi Nghĩa Linh, gọi là núi Hùng. Cao 175 m so với mực nước biển. Núi Hùng có hình dáng đầu rồng hướng về phía nam, mình uốn khúc thành ba dãy núi Chọc, núi Văn, núi Pheo. Tương truyền rằng 4.000 năm trước, Vua Hùng đi khắp đất nước cuối cùng mới chọn được nơi phong thủy hữu tình này để đóng đô. Không khí trên đất tổ rất thông thoáng mát dịu, quanh năm thoang thoảng hương thơm. Thời tiết cuối năm tại đền Hùng rất nghĩa tình cho con dân nước Việt, thướt tha tà áo dài và con trai, com lê cà vạt mang đậm vẻ đẹp chuẩn mực, truyền thống hiện đại đi viếng lễ tổ kính lễ. Xa xa, bên cạnh dòng sông Thao nước đó ở phía tây, dòng sông Lô nước xanh như dải lụa màu ở phía đông, thì có dòng sông Hồng, con sông giữ vị trí quan trọng với thủ đô Hà Nội. Giữa mảnh đất thiêng liêng của nòi giống con lạc cháu Hồng và dòng sông Hồng ấm lòng đất Việt của nhà may nhôm sông Hồng thuộc công ty cổ phần nhôm sông Hồng với diện tích 7 hectare, vị trí đắc địa và khuôn viên khép kín. Công ty được thành lập và hoạt động từ năm 1999 với đầy máy móc trang thiết bị đóng bộ tiên tiến của Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Nhật với công suất 16.000 tấn trên một năm. Đây là một nhà máy Việt Nam đứng đầu về quy mô và năng lực trong sản nhôm thanh định hình tại Việt Nam. Quy trình sản xuất của nhà máy khép kín từ khâu luyện đúc nhôm hợp kim đến nhôm thỏi, gia nhiệt, ép ra nhôm thanh, xi mạ, sơn tĩnh điện và đóng gói thành phẩm cuối cùng tại nhà máy. Nguyên liệu đầu vào là nhóm thỏi nguyên chất được nhập từ Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia với tỷ lệ 99,8%. Công suất luyện đúc của một lò luyện đạt trên 60 tấn một ngày, tương đương trên 1.500 tấn trên một tháng. Sản phẩm là nhôm billet cán ép ra nhóm thanh. Nhóm billet sau luyện sẽ qua dây chuyển hấp, đồng chất bảo quản tiêu chuẩn nhôm, dùng trong xây dựng. Thành phẩm cuối cùng của quy trình sản xuất được đưa về kho thành phẩm và vận chuyển xuống tổng kho, nhà phân phối công ty, cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu thành công. Sản phẩm phong phú đa dạng đầy đủ chủng loại, công ty cổ phần nhôm sông Hồng cũng như công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu thành công có hệ thống xe tải trên 15 chiếc trọng tải từ 5 tấn cho đến 8 tấn phục vụ kịp thời
nhu cầu khách hàng các tỉnh từ Bắc vào Nam. Quy trình sản xuất nhôm của nhà máy đều được thực hiện quy trình chuẩn kiến tạo châu Âu của các lãnh đạo và quản lý đầu ngành, thường xuyên xuống các phân xưởng để đóng giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng, họp bàn hội kiến để sản phẩm vừa đạt chất lượng, vừa đạt công suất 1.200 tấn trên một tháng. Phong trào chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, đại hội công ty, hội nghị, hội thảo, tham quan du lịch. Các cán bộ công nhân viên được tạo thêm động lực phát huy năng lực cá nhân trong công tác. Xin chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe và cảm ơn sự hợp tác của khách hàng.